Vâng, là một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cập bến về một chiếc xe bản số đang đeo là 43A10533 với số tiền chỉ là 68 triệu đồng mà thôi. Tên em nó là GRD hay là Fiery, số dắt cũng là 1, sản xuất đời 2007, đăng ký là 7 chỗ ngồi, phiên bản là máy dầu. Con này thì có turbo nha cô chú anh chị. Kiểm định thì còn tới tháng 5 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, thích hợp cho quý anh chị lấy về tập chạy tập lái cũng được, che nắng che mưa cũng được, chạy vòng vòng cũng được. Xe này thì anh chị nào mà đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp lấy về mà bỏ đi công trình ha, một cái khoang cốp ở đằng sau thì anh chị tháo ra tha hồ mà đựng đồ ha. 68 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe máy dầu có turbo này đó. Xe thì nước sơn sạch sẽ, côn số nhẹ nhàng nha quý anh chị, bốn kính chỉnh điện nè, tắp bi tắp lô ok chưa anh chị, vỏ bánh thì còn được coi như là 70-80%, gai còn khá là dày luôn. Đây gầm bẹ nè anh chị, gầm thì không thể gì mà chơi được, gầm ta nói nó vàng ươm luôn anh chị thấy không, quá đẹp cho một cuộc tình luôn đó. Xe này xài là nhíp sâu cầu sâu luôn nha anh chị, lực đẩy gầm đẹp lắm anh chị ơi, gầm ta nói nó vàng ươm luôn, sexy nè, đinh tán còn hết luôn. 68 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe này, lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa đi nương rẫy cũng khá là ok nha cô chú chị. Nước sơn màu trắng sạch sẽ, nó lông lá nè, em cũng mới vừa cho đi spa về xong nha anh chị nha, ngon lành cành đào nha, kính kiết là ok rồi. Nay bữa có cái tấm kính nó bị nứt nè, em mới vừa thay luôn nha anh chị nha, tấm kính thay mới rồi. Kiểm định thì còn tới tháng 5 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau. Rồi bây giờ đến cho quý anh chị cô chú hệ thống dàn khoang máy coi em nó như thế nào nha. Với động cơ này thì nó là 2.8 nha, máy rất là khỏe nha cô chú anh chị, dòng máy dầu này thì nó rất là khỏe. Cái được cái là em nó ăn dầu là có 6 lít dầu 7 lít dầu trên 100 cây số mà thôi. Có nhiều xe nói với anh chị kêu là tại sao là máy 2.8 mà nó ăn dầu ít vậy. Xe này cô chú anh chị nào đã từng trải nghiệm thì mình sẽ cảm nhận được nha. Đó, đèn còi xi nhan đầy đủ, tay lái trợ lực. Nói chung xe này thì mọi chức năng em nó đang hoạt động rất là bình thường nha cô chú anh chị. 68 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe máy dầu sản xuất đời 2007 có turbo và không hết niên hạn này. Dòng máy dầu này thì em nó nổ rất là tanh nha cô chú anh chị, nổ nghe tiếng máy nó đã lắm nè. Đây hệ thống là turbo nha quý anh chị, vậy thôi máy móc nè, nổ nghe rất là tanh đó, ngon lành cành đào luôn đó, máy nổ nghe thanh đá luôn. Rồi anh chị cô chú nào thiện chí chiếc xe này với số tiền 68 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em Duy qua số điện thoại đó là 0796822220 hoặc là 0798022220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Và đây là lần đầu tiên quý cô chú anh chị đến với kênh của em, thì quý cô chú anh chị xin lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị một video sau.